các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sahan và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức nổi bật có trong ngày. Vào rạng sáng ngày hôm nay 12 tháng 10 thì Billboard đã công bố bảng xếp hạng Billboard 200. Blackpink là cái tên được mong chờ và bốn cô gái đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi mà full album đầu tay mang tên The Album đã chính thức hạ cánh ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard 200. Theo Billboard thì The Album đạt được 110.000 album tương đương trong tuần đầu tiên kết thúc vào ngày 8 tháng 10. Lượng album truyền thống là 81.000 bản, đơn vị GA là 2.000 và SEA là 26.000, tương đương với 40,3 triệu lượt stream audio theo yêu cầu. Vị trí Á quân Billboard 200 của Blackpink là thứ hạng cao nhất mà một nhóm nữ K-pop đạt được trên bảng xếp hạng danh giá này. Không chỉ vậy thì bốn cô gái nhà YG còn lập kỷ lục chưa nhóm nữ nào đạt được sau 12 năm. The Album là sản phẩm có thứ hạng cao nhất mà một nhóm nữ đạt được kể từ năm 2008. Thêm vào đó thì The Album thậm chí còn lập kỷ lục full album đầu tay có thứ hạng cao nhất của bất kỳ nhóm nữ nào trong 14 năm. Thành tích trên Billboard 200 còn là sự tiếp nối cú nổ mà Blackpink lập được ở bảng xếp hạng UK Official Album của nước Anh. Trên bảng xếp hạng này thì The Album cũng ra mắt ở vị trí thứ 2, qua đó bốn cô gái trở thành nhóm nữ K-pop có album đạt hạng cao nhất ở Anh. Trước thêm comeback, lượng đặt trước album The Album lên tới 1 triệu bản. Ngay ngày đầu mở bán, full album đầu tiên của Blackpink tẩu tán 589.310 bản, phá kỷ lục bán đĩa ngày đầu và tuần đầu của nhóm nữ K-pop. Hiện tại thì doanh số đĩa cứng này đã vượt mốc 600.000 album, cho thấy nhóm có sự tăng trưởng vượt bậc ở mảng bán đĩa và là đối thủ nhiều nhóm nam khác phải e dè. Ngày hôm qua 11 tháng 10 tại sân khấu Inkigayo, Blackpink đã khiến cho người hâm mộ phải trầm trồ về khả năng trình diễn cũng như là hát live đỉnh cao. Và cũng chính tại sân khấu này thì các cô nàng đã đạt được chiếc cúp đầu tiên với Love Seeker. Vào ngày 11 tháng 10, chương trình phát sóng của Inkigayo với dàn lineup xịn sò fan không thể bỏ qua, đặc biệt là Blackpink và Jisoo. Tiền bối và hậu bối nhà YG cùng quảng bá tại một sớm nhạc chứng minh thực lực của nghệ sĩ thuộc ông lớn K-pop. Blackpink tiếp tục mang đến hai ca khúc là Love Seeker và Pretty Savage. Khả năng vũ đạo hát live của nhóm không cần phải tranh cãi. Bốn cô gái xinh đẹp còn thu hút người xem bằng biểu cảm thần thái và những chiếc outfit đậm chất girl crush. Minh chứng thuyết phục nhất cho thực lực của nghệ sĩ nhà YG chính là việc Blackpink giành được chiếc cúp đầu tiên. Chiến thắng của Blackpink là niềm tự hào của người hâm mộ. Nhìn hình ảnh các cô gái hạnh phúc khi cầm cúp, fan cũng cảm thấy vui mừng. Với chiếc cúp này thì Blackpink được trình diễn live không nhạc, một lần nữa chất giọng hệt như thu âm của nhóm khiến khán giả trầm trồ. Cả Jisoo và Blackpink đều thể hiện tuyệt vời tại sân khấu Inkigayo. Fan của nhà YG lại càng mong mỏi về một concert chung của các nghệ sĩ để tận hưởng trọn vẹn thực lực của các thần tượng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sahan và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!